Vui lắm. Bạn nghe thấy cô chưa ạ? Could you Nếu các bạn nghe thấy rồi thì cho cô nhắn nhất cô là có nào. Nhắn nhất cô là có vào hộp chat. Ok. Thanks. Did you prepare your homework? Các bạn chuẩn bị bài cũ chưa? Let's please. Bạn đã chuẩn bị bài cũ rồi chứ ạ? À? Bây giờ chúng ta nhìn nhập cổ vào từ câu 1 đến câu 10 nào. Từ câu 1 đến câu 10. Gõ đáp án và gửi cho cô vào Zalo nào. Nhắn cho cô từ câu 1, đáp án từ câu 1 đến câu 10. Cô cho chúng ta 2 phút nha, về nhà chúng ta chuẩn bị rồi đúng nha. Viết đáp án và gửi vào Zalo nhóm, Zalo cá nhân nhé cô. Cô đã nhận ba của một số bạn với ba về nhà đấy. Để kiểm tra lại cho đồng loạt thì bây giờ các bạn gửi toàn bộ cái đáp án của 10 câu đầu tiên. Nhắn mỗi cái đáp án với bạn Đoan ơi. Nhắn nó có mỗi cái đáp án thôi. Yến Nhi gửi rồi này. Có nhận được bài của Yến Nhi rồi. Đã gửi nhanh nhé cô nào. Hết giờ. Những bạn còn lại nhanh. Không chị. Yến Nhi. Ngọc Ánh là 3. Ánh Nhuân là 4. Quý Mạnh là 5. Quang là 6. Thanh Mai là 7. Viên Tráng là 8. Viên Tráng ơi, nhận mỗi cái đáp án cho cô thôi.
Đồng Đạt là 9, Bảo Ngọc là 10, Bảo 11, Ngọc Hoa 12, nhánh nào? Cô mới hai bàn nộp bài nhé cô thôi. Bảo Ngọc 13, Bảo Ngọc sửa lại, Ngọc sửa lại cũng 9 rồi. Mới hai bàn nhưng bàn khác nhánh lên. Còn 10 bàn nữa. Anh Tuấn là 13. Như bàn chắc là về nhà thì làm rồi đấy. 13 bàn. Quỳnh Phương là 14, Vân Anh 15, còn 8 bàn nữa. Ai nộp rồi cho cô cái biểu tượng giữa tay nào. Ngọc Hoa sửa chị rồi. Ai nộp rồi cho cô biểu dương giữa tay đi. Xem những bạn nào chuyển nộp nào. Mai Sương, Văn Chiến. Văn Chiến. Văn Chiến mới được có một cấu này em. Huyền Trang là 16. Đoan Chứa này, Đức Anh này, Mai Sướng rồi là 17. Đức Anh này, Văn Chuyện này, Thị Đoan này. Quý này, Đức Trào này, Bảo Nhi cho mình vô không? Nhanh. Đức Anh rồi. 16. Trong là Đức Trọng chứ nó bay phải không? Quý này, Bảo Nhí này, Đoan này, nạp nhanh. Rồi, hết giờ. Và những cái bàn mà 6, 7 giờ 40 thì là cô không nhận bài này nhá. Coi như là không nộp nhá. Bàn cuối cùng là bàn Văn Chiến. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chia bài để xem thì chúng ta đụng được bao nhiêu câu. Cô mời một bàn. Bàn thứ nhất. Kiến Nhi. Em Điền được có Nhi là bắt đầu. em được có là em cho anh có 7. Em phiên âm chứ cô nào? Em À, đọc được không? Thành, Zen, Monter, Zil, Zilter. Tại vì Jut. câu Jut. 7 là phát âm là giờ của. Rồi. Cô bé phát âm là giờ.
The, nên chúng ta chọn là them, exactly. Thank you. Ta kiểm tra nhá, xem bài của mình có đúng không. Vậy bên Thanh Mai nó sai mặt câu 1 rồi đúng không? Đó, bạn Triển sai câu 1 này. Đó. Nhưng bạn khác ta kiểm tra lại cô. Bạn thứ hai không chị? Câu số 2. Không chị nào? Không chị đâu đấy ạ? Đây em đây cô ạ. À? Rồi, em đọc cho cô câu 2 nào. Bạn năm chị chưa ra chị làm được có hại à? Thank you. Ông chị nờ nhá, Ngọc Ánh. Có hại nào? Em thưa cô, em chân có sẻ quá. Em đọc cho cô cái nào. Em thưa cô là men complain Q10 entertain. Đọc như vậy thì là ấm như cả, ấm ến cả rồi, vậy nó giọng hay khác nhau ạ? À? Em đọc được à bé vì vậy em cho giọng nhỏ con của thầy em A, cũng à, đọc được. B và D là giống nhau. Nó viết thì giống nhau đúng không? Nhưng mà đọc thì khác nhau. Các bạn nghe cô này. Main là ấm A này. Complain. Các bạn đánh trọng ấm như cô có B luôn. Not complain is a complain. Complain trong ấm 2. And C is a curtain. Curtain. Vậy nó âm ơ nờ. Ơ nờ. Tần. And D is a entertain. Entertain. Âm A này. A này. Còn câu C ta đọc là ơ nờ. Curtain. Đó. Một C là đúng. Ai cũng có một C là sai, đúng không? Thank you. Move on, Anh Nhuân. Anh Nhuân nào? Hello, Anh Nhuân. Anh Nhuân đọc cho cô có bà nào? Anh Nhuân con đó không ạ? Cũng thấy bạn Anh Nhuân phản hồi. Nếu mà ta chưa làm được hoặc là thì chúng ta cũng phản hồi nhanh nhé. Thì cô gọi cứ đừng mà thời gian. Bảo Ngọc nào. Bảo Ngọc làm cho cô bà nào. Các bạn nghe cô không ạ? À? Bạn Thanh Mai có nghe cô không? Có Các bạn vẫn nghe cố về cố gọi tại sao mà số bạn không phải phản hồi. Bảo Ngọc có ở đó không ạ? dạ có ạ. Em làm cho cố có bà nào. Các bạn em làm em đọc được chưa? Dạ chưa có ạ. Chưa đọc. Vậy là vẫn đang tròn rơ đó. Anh Tuấn đó. Anh Tuấn làm cho cố bà. Chắc là cái đường truyền mạng này đằng mà cô nói và mày chơi mà thời gian này bạn Anh Tuấn nào. Tuấn không này. Bạn Văn Anh. Bạn Văn Anh nào. Em nói biết đọc ạ. Lại không biết đọc. Rồi vậy các bạn nghe xem nhá. Các bạn nghe nào. A. Advantage. Advantage. Vậy chúng ta có âm ơ. B. Adventure. Adventure. The same. Advertise. Advertise. Ad. D. Addition.
Audition. Ờ. Bài bàn vấn ánh nhân duyên cho cô thử là đáp án nào. Khi cô đọc như vậy thì chúng ta nhân duyên cho cô là đáp án nào. À No. Ai biết nào, khi cô đọc như vậy thì chúng ta nhân duyên cho cô sẽ đáp án nào. Nếu bạn chọn á. Bạn Nguyên Trang. Nguyên Trang, em chọn đáp án nào. dạ em cô lại em cho nó làm xe. Rồi, the end. Còn những cái từ còn lại là advantage, adventure, addition, Còn câu C ta đọc là advertise. Advertise. Đấy, ý C. Thank you. Bài câu này có thể rất nhiều bạn sai. Vì những bạn vắn chuyện thì chọn D này. Mai Sướng chọn B này. Viên Tráng C. Bạn Anh ấy. Đó, Thành Mai thì là D. Đó. Ta chỉnh lại cho cô. Các bạn phiền ấm vào vở luôn nhá. Thì nó có sẽ kiểm tra. Cô đọc lại. Advantage. Adventure. Advertise. Addition. Number four easy. Câu 4 thì dễ. Các bạn nhìn cho cô câu 4 có đuôi gì và quy tắc phát âm của đuôi đó. Mai Sương. Mai Sương. Nếu mà mấy cả bạn bị hư thì các bạn nhắn 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 vào chat cho cô nhé. Còn nếu mà chúng ta có phản hồi được thì chúng ta cũng phản hồi nhắn cho cô, không mất thời gian chúng ta chơi nhá. Và bạn Huyên Trà, à bạn Mai Sướng có đón à? Mai Sướng mới nộp bài mà không phải phản hồi, nó bàn vắn chuyện lắm. Không được rồi. Câu số 4 là có đuôi gì em? Ẹn có Đuôi ẹt có mấy cách phát âm? ba cái có Cách thứ nhất là gì? Không có nó nhớ. phát âm những từ có đuôi cá Cái kèn. đuôi ẹt này nó có hai cách phát âm đúng không? Hai cách. Cách thứ nhất văn kiện đó là chữ S thì có ba cách phát âm, nhưng mà đuôi S thì chúng ta chỉ có hai cách phát âm thôi. Và lưu ý S đây này thì chỉ có hai cách phát âm, đó là sơ và giờ. Và lưu ý vào vở đi, đuôi S từ nay khi đi thi cử thì thường là được quy tắc, cho nên là người ta hay ra ta chú ý cho cô. Đuôi ẹt là có hai cách phát âm. Đó. Cách thứ nhất, chú ý cho cô, cách thứ nhất ta đọc là sờ. Đó. Cách thứ nhất ta đọc là sờ. Khi đuôi ẹt sau, sau những đuôi như này. Không. Phạm. Phạm. Thì. Ha. Đó. Cơ phơ pơ tơ thơ. Thì ta đọc là sờ. Còn cách thứ hai, cách thứ hai thì sẽ đọc là ấm giờ sáu cặp đuôi còn lại.
Rồi bàn ván chiến phạt âm nhé cô nào. Ở vị trí câu á sẽ là phạt âm gì? Ván chiến nào. Câu Đáp á thì sẽ là phát âm là đuôi gì? Sơ hay là dơ? chào vợ. Rồi. Là sơ. Câu bế. Dơ quá. Giờ câu xế. Dơ quá. Và dế. Dơ. Vậy ta chọn đáp bạn nào. Áo. Đúng rồi, thank you. Đó, với cái này có quy tắc nha, nhưng ta rất là dễ làm. Lưu ý cho cô. Tiếp. Câu thứ năm là đuối y đi. Ở đuối này cũng có quy tắc. Bạn Huy Mạnh đó, nhắc cho cô đuối y đi. Đuối y đi có mấy cách phát âm? Em thưa cô, đuôi đi cô ba cái phát âm. Đó là mình đọc nào. Y đi có những cách nào em? Cô là cái màu là phần ý đi. À, either. Ý đơ là có tinh địch. À, đúng rồi. Either là tình địch. Đọc như nào? Tình địch. Cách hai. Em giờ có cái gái là Đi đi được phát âm thanh gì ạ? Em mở mic đi cũng không nghe thấy tiếng em nào rồi. nhà Đây. nhớ. Rồi. Bạn nhắc lại với cô cái bàn Đức Trọng nào. Ý đi còn mấy cách phát âm. Đức Trọng. Rồi, Trọng rồi ạ. À. Bạn Quỳnh Phương nào. Quỳnh Phương nào. Thôi cô, quy tắc đọc đuôi ở đây có 3 quy tắc. Rồi. Là cái là either nó sáu tơ với đơ. Quy tắc thứ hai. Quy tắc thứ Ý đi được đọc là gì nữa ạ? Các bạn quên rồi. Thank you. Cái quy tắc thứ hai là ý đi được đọc là tờ. Sáu. Sáu những cái đuôi này này. Chiêu, sướng, khỏi, phù, sao, xuống, bố. Đó. Chiêu, sướng, khỏi, phù, sao, xuống, phố. Ai không nhớ thì chúng ta ghi cái câu này ra cho cô. Và thứ ba đó là ta phát âm là đờ. Đờ sáu các đuôi còn lại. Được chưa? Rồi, bây giờ dựa vào cái quy tắc này chúng ta đọc cái cô kia nào. Một bạn đọc cho cô. Bạn Bảo Nhí. Bảo Nhí đọc cho cô nào. Rồi, Bảo Nhí nào. Đăng Bảo nào. Đăng Bảo đọc cho cô nghe nào. Em sẽ có tư khi nhận là anh vai được à, Arrive tư the đúng không? ra Câu vừa B. được Rồi. cũng bởi em không biết đọc À, câu 1 nó ta có âm gì nè. đây. Đờ. Rồi. Câu 2 cũng đọc được. Có ai em nhìn này cái từ e đến đấy nó đứng sau chữ gì? No. Cái nơ thì ta nhìn theo quy tắc từ chữ nơ thì ta đọc là nơ gì? À, nơ đơ đúng rồi. Có xế đứng Nay sau chữ gì? em đây À, y đờ. Và cuối cùng đây
Vơ gì? đâu. Đúng rồi. Vậy ta cho đáp án nào. Ôi trời. Đúng rồi, thank you. À, vì nó có quy tắc nên ta nhìn vào quy tắc. Thank you. Câu số 6. Nhìn câu số 6. Yeah. Câu số 6 ta dùng theo quy tắc nào? Cô gọi một bạn xem nó có nhớ quy tắc nào không? Ngư hoàng nào? Ngư hoàng. Câu 6 ta dùng theo công thức nào? Anh nước cổ là kín kín công với ón. À, kín on. Kín với on, con đấy không phải kín em ạ. Em nhìn lại, không phải từ kín, mà đấy là từ khai. Em quay nữa coi. À, quên mất rồi, thank you. Vậy thì cô nhắc lại cho các bạn nhớ chúng ta có cùng là it's very kind of you, kind of you. Lưu ý cho cô cái cùng này. Hôm nay ý là người ta khen là bạn thật là tốt bụng. Kind of you, kind là tốt bụng. Kind of you là bạn thật là tốt bụng. Vậy ta chọn đáp án nào để bạn Hoàng? Cho bạn ạ có. Exactly, thank you. Bạn à. Move on. Tiếp tục. Ngọc Minh làm cho cô câu 7. Em cho anh cú xì của Vì sao? à, đây là cổ điếu kinh hải Vì sao em nhận diện là điều kiện hải? à, khí gục cái đơn gục là của cậu, là của cái cậu trục cậu điên cậu cậu điếu kinh hải. Đúng rồi, vì dấu hiệu người ta chọn từ này đây. Út, Tôi có chữ út. Út là cầu điều kiện hai, đúng không? Vậy em nhắc cho cô cầu trục cầu điều kiện hai nào. cho thôi gọi đó là y công ép công vẽ quá khứ đến công chậm 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 phẩy a công ép công của công vệ Nguyễn Thầy. Đúng rồi. Vậy íp này sẽ đi với thầy gì? Vế của thầy gì? Quá khứ đến Quá khứ đơn rồi và mình đây còn lại với ta dùng với gì nè út hoặc khút ta có thể dùng từ khút và về nguyên thể lưu ý cho cô cái cấu trúc cấu điều này nè vậy họ đã cho mình đây nào rồi đấy bạn Ngọc Minh và yêu cầu cho ta chia mình cái gì của à có yêu cầu ta chia mình đây chị đấy mình đây ít phải mình đây chính mày đi à mình đây điều kiện mình đây ít vậy mình đây ít thì ta không phải thế nào kiện thì quá khứ đơn của vậy quá khứ đơn thì về gì về phần tư hải về phần no về quá khứ đơn là về gì ấy về nói à của về gì về phạt về ý đi hoặc khoa cột thải. rồi về ý đi hoặc cột hải à ngoài trường hợp đáp án là gì exact thank you câu số 8 đây là quá dề rồi cô gọi một bàn khác xem nào Ngọc Hoa nào em làm được câu tám chưa câu này quá dễ câu này buổi trước ấy, chúng ta giải nhiều lần rồi đúng không Ngọc Hoa Em thư cổ là câu này có dấu hiệu gì em cổ sách diệt của đúng rồi sắc z vậy em nhớ lại với cô thì sắc z sẽ đi về về gì về hình của về anh chính xác vậy ta chọn đáp án nào đáp án dễ của exactly thank you đó bây giờ chúng ta thuộc công thức là chúng ta sẽ làm đúng thôi move on number nine Ngọc Ánh làm cho cô câu 9 em nói biết man có
Rồi bây giờ em nhận diện cho cô. Đấy là loài cầu gì? Cầu điều kiện của Chưa bao giờ em nói cầu điều kiện. tự ý. Đúng rồi. Bây giờ em xem thử. Cầu điều kiện chúng ta có hai mảnh đề. Mảnh đề ít và mảnh đề chính. Vậy họ yêu cầu ta chia mảnh đề gì? Mình đây điều kiện. Đúng rồi. Họ yêu cầu ta chia mảnh đề điều kiện. Vậy mảnh đề chính họ cho từ gì? Tư quỷ. Đúng rồi, từ will. Vậy em nhớ lại cho cô thử là cái từ will này ta dùng ở điều kiện mấy? Loại một của Chính xác. Điều kiện một. Và điều kiện một của công thức như thế nào? Em đọc với cô nào? em được có là Đi với. ý Đi tiếp công nha. ngữ công gọi về hiện tại đớn. Chính xác, càng với vế hiện tại đơn. Hiện tại đơn. Và mình đây chính sẽ là. Chủ ngữ công quý công về nguyên thầy. Đúng rồi. À, vậy họ yêu cầu ta chia mình đây điều kiện đúng không? Vậy mình đây điều kiện thì ta chia là thì hiện tại đơn. Vậy bây giờ em nhìn A, B, C, D thì đáp án nào là ở hiện tại đơn? À vì thế. Đúng rồi, A với C. Vậy A là is và C là A. Is số ít, A số nhiều. Vậy ta xem chủ ngữ cái từ pet đi nên số ít thì số nhiều đấy. Số nhiều quá. Số nhiều thì ta chọn là is hay A. À quá. Đó. Vậy tại sao ta lại nói ta không làm được vậy? Đúng không? Ta chỉ cần cố gắng một tí là ta làm được. Đó. Không khó đúng không ạ? Vậy các bạn lưu ý cho cô. Rồi, câu số 10 để xem thì ai được 10 điểm mà. Thế đoan mà. Câu 10. Cô thể đoan. Chắc là màng trầm chứ cô gọi các bạn phản hồi lại hơi trầm á. Bạn thể đoán. Rồi. Thấy phản hồi rồi. Anh tuần 9 nào. Anh tuần 9. Này cô gọi anh tuần 7 là bị lỗi à, anh tuần 9 là bị mang lỗi à? Anh tuần 7 nào. Anh tuần cũng bị lỗi à? Rồi bàn thanh mai. Thanh mai cho cô đáp án của câu 10 nào. Thầy cô ạ. Vì sao em chọn C? Vì environmental là tính từ, là sáu tính từ là vì danh từ. Đúng rồi. Và danh từ là phải có đuôi gì? Ion. À, đuôi sinh. Đúng không? Vậy trong bài này ta phải nhớ cho cô cái công thức như bạn Thành Mai nói là rất là chính xác. Đó là tính từ thì đứng trước danh từ mà environmental. Đây, có cái đuôi AL này các bạn này. À, ta chú ý cái đuôi này là đuôi của tính từ ở buổi trước con nói với các bạn đó đúng không ạ? Đuôi này là đuôi của tính từ. Đó, vậy tính từ thì đòi hỏi chúng ta phải cộng với một danh danh từ và danh từ thì chúng ta có đuôi sin. Pollution. Chính xác. Chúng ta chấm điểm của mình cho cô nào. Vậy các bạn xem thử mình được bao nhiêu điểm nhá. Cô đọc lại đáp án này. 1B. Ta tích cái đáp án của mình nha. 1B. 2C. 3C. 4A. 5C. 6A. 7C. 8D.
9C, 30C. Rồi bây giờ chúng ta bảo điểm lại cho cô nào. Ok Tuấn, này là cô dạy lại 2 tuần. Rồi các bạn bảo điểm vào Zalo cho cô. Trọng Đạt 4, Hoàng 8, Hồng Chí 8, Yến Nhi 6, Vân Anh 9, Viên Trắng 10, Thanh Mai 8, Mai Sương 4 đó. Với nhà chúng ta làm rồi, bây giờ của cháu làm lại vẫn sai này. Đúng không? Công Mạnh 8, Anh Tuấn 9, Ngọc Anh 10. Chuyển được 4. Rồi, có nhiều bạn làm rất là chính xác. Bảo Ngọc 9. Giờ cô lấy điểm vào để điểm danh xem thì là bạn nào vắng nha. Bạn Ánh Nhuân. Anh Nhuân mấy điểm em? Anh Nhuân đâu rồi? Điểm 3 với cô mà. Anh Nhuân là chưa thầy này. Công Mang 8 này. Ngọc Minh. Em vô luôn đến là cô điểm cô ạ. À, Ngọc Minh chưa có điểm. Tí nữa và Ngọc mình mới bu này. Hải Yến. Hải Yến vắng. Vân Anh. Chị ngựa. Anh Nhân bè quá, mang em thế này bị lạc quá. Rồi. Đức Anh. Làm mua Vũ Trang. Vũ Trang là vặn mày. Anh Tuấn. Chị này. Cẩm Tú. Cẩm Tú cố chưa thấy nè. Ông Chí. anh cầm tổ chiếm ngay đó ạ. Chưa thấy. Ông Chí Không mấy chị điểm nữa. tạm của Thế Đoan. Thế Đoan, bạn Thế Đoan thôi này, chứ cố gọi chị mà không này chị được. làm kịp của ạ. Thế Đoan chưa làm kịp à? Dạ. Thế Đoan vào chầm à? Dạ. Ngư Hoàng. Mua. Tạm em ạ. Dạ. Ngọc Hoa. Bài của Ngưu Mạnh. À, Huy Mạnh. năm có Anh Mai. năm có Quỳnh Phương. bốn có Ngọc Ánh. 10 có Bảo Ngọc. chị in qua Đăng Bảo. chị in Văn Chiến. Chiến 4 phải không ạ? Viên Trang. nhưng người quá Hữu Mạnh. làm một Mai Sương. ôn có Trong Đạt. bọn có Yến Nhi. sao có Mai này kèm là Đức Trọng.
em bố môn thì có điểm đó. Được, trong cái này có thể gửi bài trên thôi mà. Có À, ba của bạn Trọng Đạt rồi. Ui. ba Ui. môn em chưa có điểm quá. Bảo Nhi. Em mới nay vỗ muốn mà em gửi 6 được con 5 của ạ. Viên Trang. Đức Duy. Vậy hôm nay là vắng hai bàn, là cáo với cô con là ba ăn con lại Đức Duy Huyền Trang. Vậy là cầm tủ là không thấy vắng này, con một số bàn thì vào muộn cho nên chưa có bài, nên tí nữa chúng ta sẽ kiểm tra lại nhá. Chỉ có Hải Yến và Thu Trang là cạo với cố thôi, còn ba bàn còn lại là không phải cạo, trong đó có một vài bàn là vào mùa nhưng chưa có bài, thì là ta sẽ bổ sung điểm sau, không là hôm sau cô mưa cô sẽ cộng cho chúng ta điểm khống đấy nhá, là không nộp bài. Rồi bây giờ đến câu 11, như ta nhìn câu 11 nào, tứ thể sẵn sàng cho cô gọi nhá. Còn nhiều bạn cố gọi mà gọi đi gọi lại nhiều lần quá cho nên là mất thời gian. Rồi tiếp tục câu 11, cô sẽ gọi theo cái danh sách của ta cho nên là các bạn tập trung vào cho cô, bạn Ánh Nhuận làm cho cô câu 11. Ra em đã có là em cho đáp án ạ. Vì sao cho nà? Ra em đã có là vì đấy là em hiểu mà em nói nợ được quá. Em tìm cho cô dấu hiệu của câu này là gì? Ra dấu hiệu là Từ nào là dấu hiệu của câu? He very hot recently. very Bây giờ ta học cả cái thế rồi thì very có phải là dấu hiệu không? Very có nằm ở dấu hiệu của thế nào không? Rồi. Vậy dấu hiệu của ta là từ nào nè? Anh vẫn vẫn chưa. Nhà là câu A là ra ta dùng em đã thế nào? có là em đã có là em cho đáp án là vì là có đấy là thi hiện tại hoàn thành. Đúng rồi, phải dựa vào đầu em nói thì hiện tại hoàn thành. Vì có em hiểu mà em nói được quá. Rồi. Thế cũng mời một bạn hỗ trợ nha. Cái câu này rất là dễ đúng không? Bạn mái sướng nào. Em thật khổ là nhân viên của thi hiện tại hoàn thành là cái từ bên sáu cô nó khổ. Rồi, thế này ta đọc này, chú ý đọc cho cô là recently. Ý ơ recently. Đúng rồi, đó là dấu hiệu của thi hiện tại hoàn thành. Em nhắc cho cô cống thực của hiện tại hoàn thành nào. Mai Sướng. Em được cầu là Gì? công hẹp tập hẹp công bé bé hải. Đúng rồi. Còn have hoặc has cộng với vế phần tư đúng không? Đó. Từ đó thì ta mới chọn được cái đáp án là có have hoặc has vế phần tư thì phải là đáp án A. Chắc. Tiếp.
Đố 12. Câu 12. Câu 12 bạn cống manh nào. À con. Tại sao em cho ná? Tại vì cái người trong đây chỉ mười gọi. Đúng rồi, chỉ ngươi. Vậy trong bốn đáp án này thì những đáp án nào chỉ ngươi? Được à? Chắc á? Chính xác không? Chắc chắn chưa? Vì sai. À, với xế. Rồi Dạ. đang ba rắn còn cả con tròn xế. Tôi bảo là hình như sấy thì chỉ vật rồi các bạn. À, xế là chỉ vật. Bây giờ cái này có mới hỏi là chỉ người là gồm những từ nào mà. Phù với hùng. À. Còn cái từ sấy nó hình như là để chỉ vật nữa. À, để chỉ vật ngựa. Rồi bị nhầm rồi. Rồi, bàn cống mạnh ngựa lại cái vô này. Tám nằm nó phải nằm chốt chắc. Con tám nó nằm mà không chắc. Cái là dễ nhầm lần. Đó, bây giờ cả bàn lưu ý cho cô. Cái này hồi buổi trước cô đã nhắc rất là nhiều rồi. Hố là đại tư quán này. Chỉ ngươi này. Thì nó là chỉ ngươi nè. Và nó làm chủ ngữ hoặc là tấn ngữ của cái mệnh đề đó, của mệnh đề quan hệ. À, cái mệnh đề của ta là từ đây đến đây đây. Đây, cái mệnh đề của ta là từ đây đến đây, từ đại tư quan hệ này này đến hết. Đó, đây là cái mệnh đề của ta. Được chưa? Thì hú sẽ là đại tư quan hệ chỉ ngươi và nó làm chủ ngữ hoặc là tấn ngữ. Lưu ý cho cô nè. Cái đại tư thứ hai đó là hùm. Hùm là con của hú. Nó cũng là đại tư quan hệ chỉ ngươi. Không phải chỉ vật đó bạn mạnh ạ. À. Nhưng mà nó chỉ làm chủ làm tấn ngữ thôi. Làm tấn ngữ là nó đứng sau động từ á. Đúng đúng Và con. làm chủ ngữ là đứng trước động từ. Được chưa? Nhớ cho bạn mạnh nè. Không phải chỉ vật nữa nè. Yeah. Rồi. Bây giờ chú ý thêm cho cô một cái từ nữa đó là ván. Con vật là tả trong vị quýt. Vát là đại tư quán hệ dung để thay thế. Các đại tư quán hệ khác. Ví dụ ta dùng được hữu nhưng mà tạt này có thể thay thế cho tư hữu đó. Trong mệnh đề quán hệ xác định. Nghĩa là cậu muốn không gọi dấu phẩy á. Mình đề không có dấu phẩy. Và nhìn là đã. Được chưa? Vậy ban cống mang tư cả cái khái niệm này em sẽ chọn đáp án nào. Dạ. Tư cả cái khái niệm này thì em sẽ chọn đáp án nào. Bây giờ em xác định cho cô cái vị trí gạch ngang đi là làm thành phần gì của cái mệnh đề của in đậm đó. Tôi có là Làm thành phần gì? Cái từ này nó làm thành phần gì của mệnh đề? Put up là động từ vậy ta. Theo công thức thì ta phải có là gì này? Công thức bình thường của ta là S này. Rồi để cộng V này. Rồi còng tấn ngữ này. Dạ. Đó là một cái công thức bình thường. Và cái vị trí này là thành phần gì? Vậy. V là put up rồi. Một Thế trước V là chi? cậu. Trước động từ là? Trước động từ là thành phần gì? Thành như Trước động từ mà tấn ngữ là sau động từ em nhìn này.
Em nhìn công thức này. Đây. Công thức bình thường của một cầu là như thế này. Thấy chưa? Em nhìn thấy chưa? Bạn có nhìn rõ trên màn hình không ạ? Đó. Chú ý cho cô nè. Trang tư không? Công thức bình thường của ta nhá. Rồi. Một cấu bình thường thì sẽ có chủ ngữ cộng động từ cộng tính ngữ. Vậy ta học từ put là động từ em đi. Put up là trang trí. Vậy thì trước động từ là thành phần gì? Trang tư không? Ừ, trước động từ là chủ ngữ. Còn trang từ là khi ta dùng từ loài thôi. Còn trong cầu thúc cấu thì trước động từ là chủ ngữ. Rồi bỏ rồi biết Vậy từ từ cái khái niệm này thì em sẽ loại được từ nào? Từ nào không làm chủ ngữ? rồi. Từ húng. Từ hôm. Từ hôm không làm được chủ ngữ, nó chỉ làm tính ngữ thôi. Vậy Là từ đó em sẽ chọn được các bạn nào? À, vậy cầu này ta có thể dùng từ giá không? yeah. Mình đây không có dấu phẩy là dùng được giá. Vậy trong cầu này có dấu phẩy không? Dân phòng Không, vậy có dùng được giá không? có Có. Vậy thì đáp án nào mới chính xác? về không A không chọn được, B cũng chọn được mà. Chọn A thì mặt B, chọn B mặt A thì phải chọn cầu mô là hợp lý nhất. lấy Đúng rồi, phải là câu dễ chứ. Cả A cả B chứ. Vì đáp án A không đúng mà cả. Đáp án B cũng đúng. Đó, cái xẻ với chúng ta phải xẻ cho cực kỳ các bạn ạ. Được chưa? Rồi, câu 13. Lại lại cái danh sách tí nữa. Là chúng ta chú ý là phải nhớ cho rõ cho cô một tí. Được chưa? Bạn Ngọc Minh câu 13. Em cho anh dạy cô ạ. Vì sao? Em dịch nghe cô ạ. Dịch nghĩa. Câu này không cần dịch nghĩa. Câu này em chỉ Tại em cần đọc chú cái ý từ depend. dịch đúng. Chưa đi pen này chưa? Ta học từ đi pen chưa? Ngọc Minh, có nhớ từ đi pen không? Đi bèn đi với quý cơ cô. Đi pen gì? Đi On. bèn quý. On, Ủa? on. Đi pen on là phụ thuộc vào ai hoặc cái gì. Tôi phụ thuộc vào bố mẹ tôi ấy. Nhưng mà ở đây người ta cho là independent, có nghĩa là không phụ thuộc. Nếu bạn kiếm được lương cao thì bạn có thể là không phụ thuộc vào bố mẹ của bạn. À, vậy ta chọn đáp án nào Ngọc Minh? Bé cô À, đúng rồi, đi để từ gốc quả nó từ chén, người ta phải thuộc cùng này nhé cô, giống như success luôn, để vị in depend thì để vị on, depend on là phụ thuộc vào cái gì. Rồi tiếp tục bàn văn anh có 14 á, hôm nay thì dễ rồi. Vân Anh. Vân Anh cái này cũng gọi là hình như cũng không trả lời. Mà mic của Vân Anh có vấn đề gì không? Em nhận lấy một chat cho cô nào. Mà cô gọi là không thấy phản hồi, chỉ cả cũng biết là có hay không. Rồi Vân Anh vẫn nghe được đúng không? Rồi giờ em nhìn cầu 14 nó làm cho cô cầu 14 nào.
14. Cậu 14. Em Về lùi nhà rồi. làm chưa? Sao về nhà làm đã làm chưa? Câu này em lùi. Là em lùi. Bây giờ trong cả cái cụm A, B, C, D em có nhớ được cụm nào không? Look up, after, look out và look for. Em có nhớ được cụm nào không? Bạn anh bạn không có đáp án à? Bạn điền gì nào? Em sẽ có là em chọn cô bé, tại vì cô Vì bé sao? chăm sóc, À, tại sao cậu này em lại chọn nghe nó chăm sóc? tại vì em dịch ra là Nga không thể đi xem phim vợ chúng tôi tối nay bởi vì cô ấy chăm sóc em gái. Đúng rồi, chính xác. Rất là tốt. Ba cụm từ chăm sóc là gì? Cụm từ chăm sóc là gì? Là cô bảy. À, look after. Đúng không? Thế cả bạn lưu ý luôn nha cô. Look up là tra. Tra cứu. Tra từ điển á. Người ta muốn tra cái từ ở trong từ điển á. Thì chúng ta dùng look up. Look out là nhìn ra. Nhìn ra, phát hiện ra. Còn look for là tìm. Tôi đang mất cái gì đó mà tôi tìm á. Đấy nhá. Thì chúng ta dùng là look for. Mà trường hợp này bạn Yến Nhi dịch rất là chính xác rồi. Khi mà chúng ta dùng cùng thì chúng ta phải dịch nghĩa xem là trong cái đoạn đó nó nghĩa gì, trong câu đó nó nghĩa gì thôi. Còn tám của mèo chứ ạ. Được chưa ạ? Rồi, câu 15. Bạn Đức Anh. Em được cô em tròn đáp án A. Đáp án 7. Các bạn bé, bây giờ muốn tròn thì em phải tìm cho của các cái dấu hiệu của cậu nào. Yeah, đấy là câu điều kiện. Rồi. Cho cô ít. Rồi. Đây, cái đoạn này mới cậu điều kiện em này. Đoạn 6 đây này. Đó. Thì mình là cậu điều kiện này. Có ít đúng không? Điều kiện mấy? Điều kiện loài hải Điều vào đây em nói điều kiện 2. út. Đúng rồi, có út này là điều kiện 2. Điều kiện 2 thì ít này sẽ đi về về gì? Vp Đang lại về phép vế. Phép vế là vp quả không thực tâm vp tư. vp vp quả à, vp không À, chứ về không phải phép là thôi. Không phải phép vp vế được. Phép em đọc pháp. vp không. Phép vế thôi. Phép vế là phép pháp. Được chưa? Có nghĩa là Yeah. về cột. Cột Cốt hai hai. hoặc là. Ê đi. Ở Người ta đây. nói là về quả thực đơn đi. Có dễ hiểu. Giờ đáp án nào? Cái đáp án hai này là quả thực đơn. Nhưng đáp án nào? Lựa chọn nào có vị trí số 2 là quả thực đơn. À bé bị dậy rồi. Rồi, và trả loại được C rồi. Bây giờ, ta phải tìm một cái dấu hiệu nữa để chúng ta chọn vị trí thứ nhất. Vị trí thứ nhật em dựa vào đâu? Có phải ta dùng ở cây nhang tiếp viên nữa Chứ không không? Không, vậy nó dựa vào đâu? Dựa cái gì nào? Có thể nào? Ai cô chỉ cho. Từ này học rồi. bạn là Cái đi về bục kiến thứ bình này là của thầy luôn. Về in, tu cầu bục về. bình. Rồi, về in, tu về. Vậy ta có từ span. Từ spanner nữa là gốc của từ span. Đúng không? Đây, cái Yeah. này thì chúng phải về in. Đó. Còn cái thứ hai là câu điều kiện. Hai. Bên Thế rồi, hai em cho nó bạn nào. em được coi em cho nó vậy. Chính xác. Đó, ta phải nắm vững cái pháp. Thank you. Thu Trang. Hôm nay quá dễ luôn. Nghỉ 16. À, sorry. Thu Trang nghỉ.
anh tuần mấy kiểu cầm tủ nghỉ không chị? Ông chị Được làm cho cô. cô mới sao? Được cô có 16 loại đáp án sai đúng không? Rồi, bây giờ em cho anh xí. Bây giờ Và em bây lấy giờ cho. sao? Cầu điều kiện loại hải. Có phải cầu điều kiện hải không này? À, ước hải quá. Ước đúng rồi, ước ước hai ước một, ước wish là cầu Ở ước tương lai của đúng rồi, cầu ước ước ở tương lai, thế chúng ta phải dùng cái gì? cụ ra cụ công về Minh Thầy. Cút còn về nguyên thể, nhưng mà ở đấy họ cho cả út cả cút, bây giờ chọn cái nào chẳng được, Tại vì thế đang là ta trượt cô Khánh. có tư chín ạ. Có tư Khánh nó được không? Rồi chính xác đấy mới là dấu hiệu này đó. Mà câu ước của Khan, ta lưu ý cho cô câu ước của Khan thì ta sẽ đổi thành chín ạ. Could. Wow. Đó. Từ đó thì ta mới chọn đáp án của câu này là C. Thank you. Chính xác. Bạn thể đoan vào rồi đúng không? Thể đoan làm cho cuộc cờ 17 nào. Chỗ này không quá gì. Dạ có. Rồi, cầu 17 đó. Em làm cho cầu 17. Có chứ quá sơ. Có tư gì nào? Cầu Có 17. chứ. Vũ. Bây giờ ta có này. Inspire sin although therefore. Và nhiên nó đấy là ta loài được một loạt đấy. Sẽ quá. Rồi, ta sẽ em cho anh xế. Nghĩ 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 quá. Nghĩ, làm bài nó không được nghĩ. Nó ta phải nhìn vào đó để chúng ta chắc chắn đáp án mình đúng không? Nghĩ, nghĩ chừng tỏ là đánh bom đấy. Rồi, bây giờ em chú ý cho cô nào em. Cái từ phần này là cả cái từ nối. Chủ yếu có cả cái từ nối. Sẽ nói rõ một tí cho các bạn nhớ luôn nhá. Đã làm chầm chầm không được. Vậy bây giờ em nếu cho cô này, cái từ nổi inspire là giống như thế nào? Inspire. Em có nhớ cách giống của inspire không? Vậy nó gọi Quên rồi. Ta lưu ý cho cô inspire nghĩa là mặc dù. Nội dung trong cái câu nhường bộ á. Đó. Và inspire sẽ cộng với một cái cụm danh từ. Hoặc là một cái vế ính. Vế ính thì cũng gọi là cụm danh từ. Đó. Vậy trường hợp này. It's work close. Nó không phải là một cụm. Mà nó là một mệnh đề. Cho nên cái từ inspire này chúng ta loại. Đó là đáp án A. Đáp án B ta có từ xin. Từ xin trong trường hợp này không phải là bởi là kể từ khí đâu các bạn, không phải dùng ở thiên tài âm thanh đâu, mà cái từ xin này nghĩa của nó là bởi vì, nó bằng với because ấy. Đó, bởi vì. Đó. Và nó cộng đằng sau sẽ là mình đê nguyên nhất. Phát triển nguyên nhất. Đó. Cho nên cái từ bị xin này cũng dùng được. Rồi ta có cái từ thứ ba, từ although. Although. Although cũng nghĩa là mặc dù. Nó giống như cái từ inspire. Nghĩa là giống với inspire. Nhưng nó cộng đằng sau không phải là cùng, mà nó cũng giống như xin á. Nó lại cộng mảnh đề.
Yep, là từ therefore. Therefore nghĩa là do đó. Do đó. Nó cộng với mệnh đề chỉ kết quả. Cộng với S. V. Nó chỉ kết quả. À. Vậy nhìn vào cấu trúc thì ta sẽ loại được đáp án A là đầu tiên. Còn đáp án B, C, D thì đều dùng được. Nhưng dựa vào ngữ nghĩa thì o dấu dùng để nối hai mệnh đề trái ngược. Còn xin nối hai mệnh đề nguyên nhân và kết quả và nó đứng trước nguyên nhân. Còn therefore nó đứng trước mệnh đề chỉ kết quả. Vậy đấy không phải là mệnh đề nguyên nhân kết quả. Trời lạnh anh ta ra ngoài mà không mang áo ấm. Đó. Quýt nào là không. Vậy hai mệnh đề có ý trái ngược. Cho nên tác chọn là although, mặc dù trời lạnh anh ta đi ra ngoài mà không mang áo ấm. Thì câu 17 các bạn chú ý cho cô. Bạn Hữu Hoàng làm cho cô câu 18. Em mới có câu 18 em tròn đáp án A. Vì sao? Vì đáp án giấy là mình đây quan hệ chỉ người. Rồi. Câu câu 7 là từ giản là dùng trong mình đây quan hệ xác định là không có dấu phẩy nên là cùng loại luôn. Chính xác. Là em tròn đáp án A. Chính xác. Đó. Bài bạn hiểu rất là chính xác, rất là rõ. Thì chúng ta chọn đáp án chắc chắn đúng. Con quạt thì không phải là đại từ quan hệ. Đó. Chọn được cái đó và phải loại được những cái khác và vì sao lại loại được để đảm bảo cái đáp án mình là chính xác 100%. Bạn Nữ Hoàng nhớ rất là tốt về cái phần mình để quan hệ như cái này cô nói ở trên rồi đấy ạ. Cái này thì cô đã giải thích cho cả bạn cái từ hú và từ that rồi. Còn ở đây chúng ta có từ which là chỉ vật, này chúng ta học nhiều rồi. Tiếp tục câu 19, bạn Ngọc Hoa. Em từ câu là em toàn câu giấy của Vì sao lại chọn dê? tại phía sau đó có từ quỷ Biểu là ở dạng cầu gì ấy? điều kiện của. À, thương sẽ nằm ở cầu điều kiện, đúng rồi, điều kiện một đúng không? Nhưng em chú ý cho cô, ngoài cái từ ít thì từ nào cũng nằm ở cầu điều kiện nữa. Anh lẹt của Đúng rồi, anh này cũng là cầu điều kiện. Vậy cho nên này, em nói cầu điều kiện mà em chọn if là chắc chắn nó còn chưa chính xác lắm. Vậy ta nhớ if nghĩa là gì vậy? If là gì? Nếu. Con ăn lẹt là nếu không. Hoặc là trừ khi. Nếu không. Đó. Ba cả hai từ này thì đều dùng là được ở cầu điều kiện. Chứ không phải riêng gì là từ if đâu. Đó. Vậy ta sẽ loại được hai đáp án kia đi. On job và because rồi. Thì ta còn if và unless. Nhưng mà trường hợp này em dịch cho cô nghĩa của cái câu xem nào. Từ nào là hợp nào? Nếu. em nói biết gì cơ ạ. Rồi, vậy lên nếu làm đến đấy là bạn là Bạn Hoa mới chọn được 50-50 thế nè. Đúng không? Phải loại được thôi. Chứ còn thì bây giờ con hai từ này đều dùng được. Mà khi trường hợp ba hai từ đều dùng được thì ta phải dựa vào ngữ nghĩa. Bây giờ từ nào không biết thì các bạn gạch chéo cho cô này. You work harder là bạn học chăm chỉ hơn. Bạn sẽ trật kỳ thi. Vậy ta điền từ gì bạn Ngọc Hoa? Điền if hay unless? Nếu bạn học chăm chỉ hơn bạn sẽ trật kỳ thi, hay là nếu bạn không học chăm chỉ thì bạn sẽ Anh trật lẹ kỳ thi? quá. Đúng rồi đó. Vậy đến đấy rồi nhưng mà bạn Ngọc Hoa vẫn bị sai đúng không? Cái này em chọn if đó. Để tình rồi câu 20. Cảm ơn bạn Ngọc Hoa. Bạn Huy Mạnh, mạnh cái này vào chậm bây giờ kịp chưa? Huy Mạnh đâu rồi?
Nguyễn Mạnh đâu à? Nguyễn Nghe Mạnh được cái nào? Cô gọi là gửi ôn này. Bây giờ em nhân duyên cho cô cậu 20 nào. có 20 là có hồi đuối ạ. Rồi, câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi của thi gì ấy? Nhớ có hồi đuối của thầy khiến thầy đớn. Rồi, câu hỏi đuôi của hiện tại đớn thấy ta sẽ có đuôi là gì? Đuối là đốn. Đú hoặc gì nè? Đúng hoặc đỡ. Đúng rồi, được. Có thể có gì nữa? Nọt. Đó. Và rồi vậy ta sẽ loại được các bạn nào em. Bế và dễ. Rồi bây giờ A với C thì một bên là đú một bên là đốn, và em chọn đú hay đốn Đốn ạ. vì sao? Em thì có tại vì chúng tôi khẳng định 6 là phủ định. Rồi theo quy tắc bình thường là trước khẳng sáu phủ, trước khẳng này cái sáu phủ đó phủ sắp ngược lại trước phủ sáu khẳng Trong phủ 6 nghi vấn. đúng không? No. Trưởng phủ 6 khẳng. À, trước phủ sáu khẳng. Vậy theo quy tắc bình thường thì nó sẽ như thế này. À, vậy em nhận diện ở trong trước khẳng sáu phủ là đúng rồi. Nhưng các bạn chú ý cho cô, nếu đứng trước trước mà có never seldom rarely hardly no vân vân, có nghĩa là những cái từ mà nó mang nghĩa phủ định nhé, không á, hầu như không đó, thì sau vẫn khẳng sáu phải là khẳng, bắt buộc phải là khẳng, mặc dù vẫn được khẳng nhưng mà sáu vẫn khẳng đấy. Bạn Huy Mạnh có nhớ chỗ này không? Như không. Ờ, quên rồi. Vậy nếu theo cái này thì em phải cho nó bạn nào? Đúng luôn anh ạ. À, bình thường thì đã chọn B, C. Nhưng tối nay em có cái từ seldom. Đây. Đây. Nó mang nghĩa phủ định thôi. Đó, seldom là hiếm khí, hầu như không. Đó. Thì đằng sau ta phải dùng khẳng. Ta lưu ý công thức bao cho cô. Ai mà ghi trước kịp thì nói với cô để ta chậm lại một chút nha. Bạn nào mà không kịp thì nhắn vào chat cho cô. Tiếp tục. Bạn Thanh Mai, câu 21. Em thưa cậu hai một em cho thầy có Tại sao anh cho anh xế? em cho in the last two đi đi kỳ đó là dấu hiệu của thi quá khứ đơn Rồi, cái này em cho anh xế, em đổi thanh chí. bỏ hết có Bỏ hết, đổi thanh quá khứ đơn. The last, phải chữ the last chưa? The last two decades. Thì nó khác với last two decades. Có nghĩa là trong hai thập kỷ cuối. Trong hai thập kỷ cuối. Chứ không phải là hai thập kỷ cuối. À, vậy nó khác. Mà chắc chắn không phải là đáp án ở chỗ này rồi. Có ai phát hiện ra không? Ai phát hiện ra cho cô biểu tượng giữa tay nào? Ai phát hiện ra câu này không? Cô gợi ý, câu này sai về từ loài, không sai về ngữ pháp. Câu 21 là sai về từ loài.
Không phải sai về ngữ pháp. Các bạn phát hiện ra. Rồi, đấy các bạn này. Bạn nhìn nhá cô. Đáp án à? Đáp án à? Đấy đáp án à chưa? Đã có từ populate of. Populate là động từ. Con ta có từ the thì sẽ cộng với danh từ. Ai ra đáp án chưa ạ? Cô nói đến đấy, ai ra đáp án chưa? Cho cô biểu dương giơ tay nào. Hoặc là bật mic nói luôn cho cô và Yên Nhí nào. Chúng ta có là đáp án hả? Rồi, vậy ta sửa thế nào? Giờ là anh em mà biết rồi. Chúng ta yên. Em có nhớ cái từ populate này nó có danh từ là gì không? Populate có danh từ là gì nào? Không nhớ à? Từ này nhiều. Có bạn nào nhớ mà? Bạn nhớ đây. Đáng bảo á. Có là population. Chính xác, population, dân số. Và cô gửi cho các bạn luôn là cái đuối nào mà động từ là late khi thương nó sẽ đổi thành sin, lation. Đó, celebrate, incarate. Đó, thì nó đổi thành đuối sin, nghĩa là dân số. Vậy ta biết được chỗ sai vậy nè. Vậy tới đây thì sai chỗ nào để bàn thành mái? Cô Chốt ạ, lại cho cô cô ạ. tham khảo. Cái bài sáng cô ạ, cô ạ. Em đổi thành gì? Population. Chưa? Gì Một. nữa? Có chữ gì nữa? Ấp nữa cô. À đúng rồi. À ta đổi thành population of. Thank you. Tiếp. Quỳnh Phương, đầu 22. Đầu này dê Quỳnh này. Tập trung vào cả cái đáp án A, B, C, D. Đã đáp án chưa? Quỳnh Phương. Chưa có. Chưa? Ai có đáp án rồi nào? Cho cô biểu dương giơ tay nào. Ai có đáp án rồi nào? Thì ai có đáp án à? Bây giờ ta nhìn vào đáp án dế đấy cô nó. Đáp án dế. Gửi là đáp án dế. Vậy đáp án dế nó sai ở đâu? Nhìn ra chưa? Có bạn nào ra chưa? In thanh on. Vì sao lại nhìn thấy ngón? In Trước là chứ à? gì thằng? À, trước gì? Trước ngay. Đó thì Sunday evening. Đúng không? Vậy vậy là on Sunday evening. Nhiều bạn tưởng là buổi đấy. Nghĩa là buổi nhưng nó đứng trước cái cụm từ chỉ ngay. Cho nên chúng ta dùng là Sunday evening. Đó. Lưu ý in thành on. Đây, đáp án của ta là D. Rồi, có 23 thì quá dễ rồi. Bạn Ngọc Ánh,
Em thưa cô, theo em nghĩ là cô ả sai quá. Vì sao? Tại vì là Quýt là ở thế nào nè? cậu đi Quýt là đuổi ở thế nào Ngọc Ánh? Em đọc cho cô cậu trúc quýt nào. quýt ở Bá Giang quá. Giang may ở Giang quýt chi? Quýt Ờ hiền à. ờ hiện tại Rồi, thì đằng sau nó sẽ là chín ạ. S cộng với chi? về hiện tại No, quýt hiện tại thì về gì ấy? Quá khứ đơn, quýt hiện tại thì về quá khứ đơn, quýt quá khứ thì về quá khứ hoàn thành, phải lui đi mà thi đó. Quýt tương lai thì lui cái từ quýt thành từ út khút. Rồi vậy tới đây thì em sẽ suy ra đáp án nào sai ạ. à có Vậy à, em đổi thế nào? rẻ Rẻ gì? rẻ Vua rẻ. quật Vua nhưng ta chỉ dùng túc bí, ta nhớ tới cô là trống câu quýt khi viết ấy thì ta chỉ dùng một dạng túc bí quá khứ là vua của số nhiều á, ta không dùng dạng số ít, mặc dù ở đấy là có ơ đúng không, theo quy tắc bình thường ta nó nói là vua số nhiều đó, nhưng mà với cấu trúc quýt thì chúng ta chỉ dùng một cái dạng túc bí đó thôi. Tiếp câu 24, Bảo Ngọc. Bảo Ngọc, câu 24 em làm thế nào? Bảo Ngọc đâu rồi à? Rồi, Đăng Bảo. em chưa làm Rồi, em chưa làm được. Bây giờ cái một cái mèo mà khi chúng ta đi thi các bạn này. Cái câu nào mà xuất hiện đại từ quan hệ thì các bạn phải chú ý vô đó. Gần gần cái đại từ quan hệ đó. Cô gửi như thế rồi, ai đã đáp án chưa? Cho cô biểu thương giữ tay nào. Thực ra là cái phần tìm lỗi sai này thì nó bao hàm nhiều loại. Tạm biệt là họ cho sai ở cái chuyển đề nào cả. Nhưng mà có những cái mèo, số cái mèo mà ngày nào gần gần thì cô sẽ cho các bạn biết là hầu hết là các bạn cứ khoanh cái chỗ đó là chắc chắn đúng, nhiều khi các bạn không cần hiểu. Nhưng mà khi đã đi làm bài thì chỉ cần khoanh đúng là được đúng không? À, nhưng mà cái mèo đó thì phải khi nào gần thì thôi. Hôm nay thì cô chưa thể bay được. Tiền gì đó. Có 24 thì em phát hiện ở đâu? là cô đó. Ở câu bệ của Vì sao lại xài ở bỉ? tại vì là của nợ Ô là giờ, ô giờ. của giao nợ là tí vợ hay thầy chó tính tư sở hữu mà hở hở đã nợ là tính tư sở Daughters. hữu. Đúng rồi. Nó thấy thế cho tính tư sở hữu đúng không? User là thấy thế cho sự sở hữu. Trong đó có tính tư sở hữu. Nhưng mà đã thấy rồi thì có con nữa. Không ạ. Ừ. Vậy nó xài đáp án nào? Ở đáp án B quá. Vậy như, đổi như thế nào cho đúng? Em nói biết. Thế bỏ chứ chị đi. Cứ hở. Đúng rồi, bỏ chữ hờ đi, thiên thanh đáp án đúng thôi. À, phát hiện ra đó rồi mà lại không sửa được. Rồi, các bạn lưu ý cho cô cái từ hút giờ. Luôn luôn cộng với danh từ. Không bao giờ nó được một mình cả. Nhưng mà các bạn thấy chưa? Nó có cộng với danh từ đâu, nó cộng với từ hờ. Hờ nó tính tư sự, và chắc chắn nó sai cho đó rồi. Và who giờ cầm phải danh từ để chỉ sự sở hữu. Chỉ sự sở hữu.
của ai? Tỷ sự sở hữu của ai? Đó. Bạn nào bảo dùng thì cần phải dành tư ạ. Tư đó ta mới suy ra đáp án sai là đáp án B. Và ta đổi thành daughter, bỏ cái tư hớ đi. Đó. Câu 25, câu này thế nào của vương mình nhắc trên. Ngọc Minh là ra đáp án rồi. Này của vương mình nhắc trên mà bạn nào mà tính nghĩa là nhìn nó liền. Rồi, bạn Đăng Bảo ra đáp án rồi. Bạn Ngọc Minh rồi. Bạn nào phát hiện ra đáp án Yến Nhi rồi. Bạn nào mà tính nghĩ mà cái là cái nào của vương mình nói ở trên luôn. Cô nói hai lần câu này rồi, ba lần, bốn bàn phát hiện ra rồi, năm bàn, bàn nào mười mười nào, bàn nào mười mười nó phát hiện ra không nào, bàn được trong lắm, Em tôi có sẽ ở vì sao sai xế? bây giờ tin giả không được nói thì cậu có biết sao Rồi cái này còn nói là giặt là không được dùng trong câu có dấu phẩy. Đúng không? Vậy nó có phải là không được dùng dạt và chắc chắn sai C. Vậy thì em có thể đổi với cô không? Vậy nó sai như thế nào? Bây giờ dạt là một đại tư quan hệ. Người ta học các đại tư quan hệ rồi. Đại tư quan hệ là dùng để thay thế cho cái cụm từ nó đứng trước đó. Vậy bạn được trong cho cô biết cái từ trước đó là từ gì? Cái từ đằng trước cái đại tư quan hệ đó là từ gì? Từ gì đấy? nhắn Từ bốc. Từ bốc là chỉ gì em? tư chi vật Chỉ vật. Vậy chỉ vật thì em đổi thành từ gì? vật Tính xác. Đó. Như thế thì ta mới nói chắc chắn câu ta mới đúng được. Đúng không? Đó. Ta thay bằng từ quick. Rồi. Chúng ta chưa bay. Được 25 câu xong chưa? Ta cố gắng đi kỳ kỳ một tí để cho các bạn hiểu sâu luôn này, những cái đề sau là ta nói nhanh. Được chưa? Rồi. Giờ bài đọc. Bài đọc có lẽ là nó mang tính challenge một tí. Cho nên là bài này cô chỉ cho đáp án. Đúng không ạ? Con cố muốn là các bạn tập trung vào cái ngữ pháp nhiều hơn. Thế thực ra là khi chúng ta đi thi á, thì bài đọc nó cũng mang tính thách thức nhiều và thường là khó. Rất là ít khi mà nói chúng ta kiếm được cái điểm từ cái bài đọc. Nhưng mà có những câu thì cũng khá dễ. Thì như bài này là khá dễ các bạn ấy. Chỉ có một vài từ là mang ý nghĩa thôi, còn có một số câu thì cũng mang ý nghĩa ngữ pháp. Rồi thế cô nói luôn nhá, bài này cũng gọi nữa mà cô nói luôn. Câu số 1 đã lưu ý cho cô cái từ chemistry. Đây, ta lưu ý cho cô từ chemistry là danh từ. Danh từ thế đứng trước danh từ sẽ là tính từ, nói luôn ạ. À, vậy trường hợp này chúng ta có tính từ là ham phù với phù. Vị trí số 1. Vị trí số 2. À, nhìn cho cô vào từ will.
Will thì sao, nó sẽ là V nguyên thể. Trong bốn đáp án thì chỉ có to be là V nguyên thể. Wow. Xả cái nào. Câu thứ ba. Trường hợp này cũng là danh từ vì ta thấy cái này cô đã nói các bạn rồi. Đấy là động từ thì trước động từ là chủ ngữ. Chủ ngữ thì phải là danh từ. Vậy danh từ thì chỉ có pollution là danh từ. Hãy kiểm tra lại đáp án của mình nhá. Rồi. Câu thứ tư là về đại từ phản thân. Bạn lưu ý đại từ phản thân, bản thân nó, itself là bản thân nó, themselves là bản thân họ, chúng nó. Còn từ xế là sai ngữ pháp. Vì tâm nó số nhiều á. Số nhiều thì phải là đuôi S hoặc ES chứ. Tâm tâm xéo chứ phải là số nhiều. Còn câu D, ourselves là của chúng tôi, của bản thân chúng tôi. Ta gọi các từ này là đại từ phản thân. Tao vào lớp 8 rồi. Muốn dùng đại từ phản thân thì ta nhìn vào chủ ngữ. Số ít, itself là số ít. Themselves là số nhiều. Ourselves cũng là số nhiều. Ta ghi đầy đủ vào cho cô nhá. Tí nữa chụp highlight cho cô. Đó. Đó. Bây giờ ta nhìn cái chủ ngữ của nó là đây. Pollution. Nó thuộc dạng không điểm được. Thì ta dùng như là số ít. Ta dùng itself. Cái sự ô nhiễm nghiêm trọng của không khí thì sẽ gây ra thế nào, cái khí hậu bản thân nó, cái khí hậu bản thân nó sẽ bị thay đổi. Câu số 5. Họ cùng cảnh báo chúng ta rằng là các cái đất nước ở thế giới thứ ba sẽ tiếp tục đối mặt với. Vậy ta chú ý cho cô cái từ là ecological. Ta có từ accident là vụ tai nạn. Tai nạn. Disaster là thảm họa. Cái này này về văn từ vựng. Destruction là sự phá hủy. Và explosion cũng là sự độc hại. Và bây giờ ta nhìn xem từ cái ý đằng sau là gì. Trong khi đó thì những đất nước giàu được chưa thì họ đang tính toán về cái gì nè. Vast là rộng lớn đúng không, ta học từ vast rồi, cái nguồn của thế giới, có nghĩa là đang tìm kiếm nó cả cái nguồn của thế giới rất là sâu rộng đó. Trong khi cả cái nước ở thế giới thứ ba, những nước nghèo ấy, thì đang tiếp tục phải đối mặt, suffer là đối mặt với gì nè, cả cái thảm họa ecological về sinh học. Vậy ta dùng từ disaster. Câu số 6.
Nhìn cầu số 6 ta phải cung gốc này. Danger là danh từ. In danger là động tính từ. Dangerous tính từ. In danger là danh từ. Được chưa? Tao học cái từ danger rồi là nguy hiểm đúng không? Đây. Giờ ta lại nhìn tiếp. Chủ yếu của cái từ Space. Sorry. Chủ yếu của cái từ này. Nó là danh từ. Nó đừng được chủ ngữ đấy. Thì đấy sẽ là một tính từ. Đó. Vậy ta có tính từ là dangerous. Câu thứ bảy. Thứ bảy. Là như nhé cô, có cùng die in, die up, die from, die out. Ta có cùng die up là chết vì cái gì? Còn die out là biến mất. Die out là biến mất. Vậy những cái vật thể species, những cái vật thể có thể sớm bị biến mất bởi vì cuộc sống tự nhiên của chúng sẽ đã bị phá hủy. Destroy là đã bị phá hủy. Vậy biến mất thì chúng ta dùng từ die out. Còn chết vì bệnh gì đó thì chúng ta dùng là die up. Câu số 8. In some case, trong một số trường hợp, there is only way, chỉ có một cách để làm gì những cái vật thể quý hiếm, rare là hiếm, và species là những vật thể quý hiếm, thoát khỏi sự extinction, những vật thể quý hiếm thoát khỏi sự biến mất, extinction là sự tuyệt chủng á. Được chưa? Vậy thì chỉ có một cách để gì nào? Destroy là phá hủy, save là cứu, tiết kiệm, spoil là phá hủy và ruin cũng là phá hủy. Vậy thì ba cái từ nó gần nghĩa rồi thì chỉ có cái từ bế này là đại nghĩa với những từ còn lại thôi, để cứu giúp. Save. Đó, bây giờ chúng ta xem là chúng ta được bao nhiêu câu. Đọc lại. 1A, 2B, 3D, 4A, 5B, 6C, 7D, and 8B. À. Tiếp, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài ngữ pháp đi. Còn bài đọc đó thì hôm sau đi, để chúng ta tiếp tục cái bài này cho xong để ta sang cái test bù của buổi sau. Rồi. Để cô tiếp tục. Mời một bàn. Cô mời bàn Huyền Trang. Huyền Trang. Làm cho cô cả 36. Em thưa cô là em chọn đáp án C quá. Bây giờ cậu này là dạng cậu gì ấy? Cậu mà có ngoặc kẹp thì gọi là cậu gì ấy? Câu trực tiếp dẫn
Đúng rồi, cấu trực tiếp giảm tiếp. Cấu giảm tiếp. Bây giờ cấu giảm tiếp đã học mấy loại? Cấu giảm tiếp đã học mấy loại nào? Nhớ đâu không? Và cái cấu này nó thuộc loại nào? Câu này là thuộc loại một. Loại cấu gì ấy? Chị nào? Nhớ đâu không? Chứ không được. Rồi. Quên mất rồi, ta học nhiều quá ta quên rồi. Cô nhắc lại này, chúng ta có bốn loại cấu giảm tiếp. Trong đó, loại thứ nhất là cấu yêu cầu, cấu đề nghị giảm tiếp. Cấu thứ hai là cấu tương thuật, người ta còn gọi là cấu trần thuật. Và cấu thứ ba là cấu hỏi. Và dạng cấu thứ tư là cấu đặc biệt, ví dụ như cấu khuyên, cấu xin lỗi, cấu cảm ơn, vân vân. Và chúng ta có bốn loại cấu gián tiếp. Trong đó, ở cấu 36 đó là dạng trần thuật, dạng cấu trần thuật. Và dạng này chúng ta có cấu trúc là S cộng với set, đúng không? Và cộng S2 và cộng với V2 lùi một thì. Và bây giờ ta phải tìm cho cô cái cấu nào của cái cấu trúc này thôi. Đúng không? Rồi, bạn Huyền Trang nào, phân tích cho cô nào. Phân tích cho cô tại sao em lại chọn là cấu đỏ nào. Em chọn cấu nào? Và vì sao? Dạ, anh chọn câu C. Câu C. Bây giờ cấu này sẽ đáp ứng những điều kiện nào? Thứ nhất là động từ của cấu này này, ta tìm thử xem là trong cái cấu này những cái nào ta phải lui này. Thứ nhất đó là từ ai. Ai là ta phải lui nè. Thứ hai là từ must, ta phải lui nè. Thứ ba là từ these. Bây giờ em chém cho cô thử cái cấu nào mà có lui ba từ này rồi. Cấu nào? Nên đáng nhìn Em nhất thử kỳ. câu D. À, cấu D đúng rồi. Còn cấu C là cái từ nên chữa lui em này. Đây. Từ this nó chữa lui. Còn cấu A là I must chữa lui này. Đó. Rồi là cấu B thì có từ must chữa lui này, từ this chữa lui này. Đây. Nó sai. Vậy chỉ có câu D mới là câu đúng. Đó. Nó đảm bảo rằng là nó đã lui tất cả các thành phần. Tiếp. Câu 37. Làm cho cô cái bàn Quỳnh Phương. Quỳnh Phương. Quỳnh Phương nào? Em biết mà. Có ba bài em chọn đáp án nào? Anh Quỳnh Phương phản hồi nhanh nhé cô nào. Em thôi coi em cũng vậy. À, với sao em chọn dê? Vì sao em chọn câu dễ? Cấu này nó nằm ở cái cấu trúc nào? Thực ra là cái phần viết thì là thuộc cái phần nâng cao một tí, ta gọi là phần vận dụng đấy đấy. Vậy ai có đáp án khác không? Cho cô biểu tượng giơ tay nào. Ai có đáp án khác không? Bạn Quỳnh Phương chọn đáp án dễ. Bạn Thanh Mai nào. Em cho sấy có a quả C. đi mấy có B. Rồi vậy bạn Thanh Mai giải thích cho cô ta giải em chọn câu B. vì ở đây họ Cái nói là câu đó là ở đây nào em?
Ở phía trên là thầy hiện tại hoàn thành. Rồi, hiện tại hoàn thành. Vậy khi ta dùng hiện tại hoàn thành thì ta sẽ viết tương đương với thế nào? Quá khứ đến. Đúng rồi. Ta có công thức của hiện tại hoàn thành thì ta sẽ viết tương đương với quá khứ đến. Bây giờ em cho cô biết là câu nào là giống với quá khứ đến. Câu 7. Đó. Ta chỉ cần nhớ là đấy, ta chọn được rồi. Đó, thank you. Tiếp tục. Bạn Ngọc Ánh, câu 38. Câu này là năm ngoái mười thí này. Câu 38 bạn Ngọc Ánh nào? Em nó biết quá. Câu này mà không làm được à? Câu này là dạng câu gì? Bây giờ em nhìn vào câu cho cô và cho cô biết câu này họ sử dụng chuyến đề nào? Em mới nhìn thấy cái từ quýt chó. Đại tư quan hệ của Đúng rồi, đại từ quan hệ. Vậy câu này họ kết nối câu sử dụng đại từ quan hệ. Kết nối sử dụng đại từ quan hệ. Bây giờ một bạn nào nhớ cho cô cái quy tắc mà chắc chắn là cô mở ra dạy cho các bạn rồi đúng không? Quy tắc để chúng ta kết nối hai câu thành một câu có sử dụng đại từ quan hệ. Có ai nhớ không? Cho cô biểu tượng giơ tay. Ta nói nhanh nhé cô ấy nào. Ai nhớ? Cho cô biểu tượng giơ tay nào. Kết nối câu sử dụng đại từ quan hệ thì chúng ta có mấy bước? Ta làm như thế nào? Ôi, không ai nhớ. Vậy các bạn ghi vào vở cho cô. Cô không ghi trên màn hình rồi nhá. Cô đọc luôn này. Bước 1. Tí nữa cô sẽ yêu cầu các bạn chụp vở lại kiểm tra đó. Bước 1. Tìm hai từ tương đương của hai câu. Tìm hai từ tương đương của hai câu. Ví dụ, trong câu này thì chúng ta có từ the book là quyển sách và từ it là nó, là hai từ này tương đương. Đã tìm được hai từ tương đương được chưa? Bước 2, thay thế từ ở câu 2, thay thế từ ở câu 2 bằng một đại từ quan hệ thích hợp. Bằng một đại từ quan hệ thích hợp. Vậy bạn Ngọc Ảnh cho cô biết từ ít này ta có thể thay thế bằng từ gì? Giờ bục của Đại từ quan hệ mà em. quýt của À đúng rồi. Bây giờ vậy cô bước hai này cô thấy cái từ ít nữa bằng từ which là bước hai, nhưng mà để nó chưa được nó chưa. Các bạn ghi tiếp cho cô bước ba. Bước ba, đưa mình đề quan hệ có chứa đại từ quan hệ. Đứa mình đề quan hệ có chứa đại từ quan hệ. Đây, cô gạch chân rồi đây nè. Đứa mình đề quan hệ có chứa đại từ quan hệ đứng sau từ tương đương ở câu 1. Lại cái thế này, đứng sau cái từ tương đương của câu 1 là từ the book. Đây. Đó. Đứa mình đề quan hệ đứng sau đại từ sorry, đứng sau từ tương đương của câu 1 và trong câu này là từ the book.
Đó. Vậy đáp án nào là trùng với cái đáp án ta viết ở đấy bạn Ngọc Ánh? À quá. Đó. Đó là cách để chúng ta kết nối câu và hôm sau các bạn làm tương tự như vậy cho cô. Chưa? Thank you. Tiếp, bạn Đăng Bảo làm cho cô câu 39. Nhắm cho cô là cô bà chị con cua khỏe. Rồi. Câu này có giống với câu 38 không? Còn Rồi. Bây giờ bước 1 em làm gì nào? bước một là tìm hai cây tương đương, Rồi, bây giờ em tìm cho cô hai tư tưởng tượng. hai cây giơ plan, Đúng rồi, hai tư giơ plan. Bước 2. bước hai là hãy thể từ câu hỏi là một bài tư quản hơn hơn Rồi, có nghĩa là sẽ thay thế cái từ plan ở câu hai bằng từ gì? Plan là cấy, thực hay con cứ giặc à, bằng từ which hoặc từ dạ that, đúng rồi, which hoặc là that. Rồi có gì nữa không? đây là đứa mình đây quản hay có chữ đại tư quản hay đứa cháu tư tương đương ở cùng không? À, ba bước thứ ba là ta đưa cái mình đến đây này, đứng sau cái mình đi, đứng sau cái tư tưởng đường số 1 rồi đấy mà ta đã vừa tìm đấy đó. Giờ em thấy cái cầu này hôm nào là có cầu đục này. Bẹo cái Thứ B hoặc thứ C à? Thế ta nhìn nhúc kỳ. à, cô bẻ ra, cô bẻ ra, Có chưa? cô bẻ ra, Ờ. Đúng rồi. Có C nó khá nó xài chỗ nào? lịp thêm nhạc. Đúng rồi. Đây này. Nó xài cái từ leaf này này. Được chưa? Đó. Được chưa? Còn có dễ thế nó xài ở thế nào em? Cái vậy là sai từ địa phương. Đúng rồi. Câu A thì chắc chắn nó xài rồi. Đó. Vậy từ đó thì chúng ta sẽ chọn câu gì? Câu bảy rồi. B. Thank you. Tiếp tục. Còn một câu cuối cùng. Yên nhi. Em là có là em cho câu bảy. Vì rằng là chẳng có B. Đấy là dạng câu gì em? Đây là Câu gì đây? Câu gì mà họ viết bằng if và unless đây? à, cậu điều kiện À, điều kiện. Bây giờ ta phải xét cho cô cách viết câu điều kiện. Ta có nhớ cách viết câu điều kiện không? Em có nhớ là cô mở dạy cho các em là câu thế nào thì viết thành điều kiện 1 và câu thế nào viết thành điều kiện 2 không? Rồi, quên rồi à? Họ không chứ nào. Có bản đồ nên họ bị lạc đường. Và bây giờ nếu ta giả sử nếu họ có bản đồ thì họ sẽ gì? Lạc đường hay không lạc đường? không lạc được. À, vậy câu nào là đúng? Nếu họ theo bản đồ thì họ sẽ không lạc đường, và không nó phải thể phủ định. Câu 7. Câu B, đúng chưa? Đó. Nếu họ theo bản đồ thì họ sẽ không lạc đường. Và đây là câu ở điều kiện 2. Và ta nhớ câu điều kiện là phải trái nghĩa, trái ngược với câu đã cho. Gửi cho cô nè. Câu điều kiện. Câu điều kiện ta phải trái ngược với câu đã cho. Họ không có bản đồ vì thế là họ bị lạc đường. Bây giờ nếu họ có bản đồ thì họ sẽ không lạc đường. Và lưu ý cho đó cho cô. Còn câu A, nếu họ có bản đồ thì họ lạc đường. Trái với nghĩa đó. Còn câu C, nếu họ không có bản đồ thì họ sẽ lạc đường.
Cậu này được không bạn à? Chuyện gì? Dạ có. Đúng không? Không có bản đồ thì họ sẽ lạc đường có được không? Dạ Đấy có. là thực tế rồi, đấy là thực tế. Con ta có cần giả sử nữa? Không. À không, cho nên ta chọn là câu B. Rồi. Vậy đó là nội dung của chúng ta làm ở cái đề số 3 ta đã hoàn thành. Đó. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là chụp lại cho cô cái bài làm hôm nay, gửi lại để cô kiểm tra đó. Cô sẽ kiểm tra ngay bây giờ luôn. Bạn nào mà không nộp trừ 5 bạn bằng học còn lại, chúng ta nộp bài cho cô là để cô kiểm tra là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cô sẽ gửi cái D4, test 4 các bạn ghi và làm vào vở tương tự như cô chữa chi tiết như thế này, và chúng ta gửi cho cô trước 7 giờ của buổi học tiếp theo. Trước 7 giờ nữa, còn bạn nào mà 7 giờ mà cô kiểm tra mà chưa có là cô sẽ nhắc đến nhỏ. Rồi chưa? Are you clear? Goodbye class. Goodbye teacher. Goodbye, Goodbye goodbye teacher. everyone. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Okay. Goodbye and see you.